sinh trong mà nhỏ cái kia thì mình cao được một tháng cái nhưng mà gọi là hướng dẫn để dùng để sử dụng những sản phẩm hơn sẽ rất nhiều, nhưng mà rất nhiều người hỏi tôi và nếu những sản phẩm đó thì mình nhìn sao mình biết những gì các bạn ít nhất mình nhìn vô gì các bạn vô nó muốn lưu hành trên thị trường thì những cái dược phẩm nó sẽ có gì visa kể cái dược mỹ phẩm luôn à, hoặc là những cái loại sản phẩm giống như dược phẩm chức năng người ta nói la lai tức là dược cái chức năng cộng với là có hỗ trợ cho sức khỏe chứ không phải là ăn cũng không được thì mình thấy cái đó ít nhất là cũng phải qua trải qua cái gì thì tiêu chuẩn ít nhất hồ sơ đến đời rồi kể cả với những cái thằng mà các na không kỳ đó à uống nó mà thuốc giả thôi nghe mà tại cái nguồn gốc nó là nó được phép hơn thành ra khi các bạn nhìn cái đó những cái gì nó tôi chưa biết nhưng mà để đánh giá được không các bạn đó có thể này không có nhận diện chút xíu không ví dụ các bạn khi gặp một bác sĩ họ vô khám cô đã biết xong để bác sĩ thấy được cái bệnh thuốc không có cái tòa không có cái chỉ có cái viên thuốc không à xong cái bước qua ông bác sĩ cái bên hỏi thuốc là thuốc gì vậy bác sĩ ông bác sĩ nhìn cái lè lưỡi luôn sao biết được cái tờ mãi cái thuốc hiểu không thành ra hỏi cái mình không thể đánh giá được thành ra trong cái sản phẩm nào mình cũng phải coi căn cứ cái nguồn gốc đó nhìn trên thị trường của mình có được gì đó thành ra các bạn đang đánh một cái ván bài mà mình đang cầm bài bài thành ra cái kênh hậu kiểm nó sẽ phức tạp hơn nhiều thành ra mình phải có những cái kênh để mình trao đổi với nhau à, để con người đó mình làm thế nào tại vì sao khi mình làm cái gì đó mà nó kỳ quả thì mình dễ làm cái tiếp nó sang trọng lên cái cũ à, nó gọi là dẫn rồi chắc nó như gặp cái gì rồi đó dẫn tin lúc ra là dẫn tin tiếp đó là chúng ta cũng có cái gì vậy chỉ chạy chút xíu nữa ha. Rồi tuần ngày hôm qua mình có cảm nhận gì không về và chữ abuse tức là chữ tiếng Anh ấy, abuse là lạm dụng thì cái chữ lạm dụng này nó hơi khác với cái ý nghĩa mà mình nghe trong báo thì mình lạm dụng là chuyện nó khác ha còn cái lạm dụng mà đi vào y khoa rồi là về thuốc ấy, thì nó có cái định nghĩa tại vì sao cái khi mà mình khi người ta làm việc ấy, là người ta phải quy định rất rõ ràng từng tình huống cụ thể và người ta có phương pháp để xử lý nó gọi là management trong tiếp xúc với xử lý một vấn đề ở nước ngoài khác ở Việt Nam là họ luôn luôn đưa ra phác đồ thành ra nó có quy trình chẳng hạn bàn cả nha cho đã cho ra cái quy trình rồi thống nhất nhau làm nó giống như bộ luật tôi như vậy đó còn Việt Nam mình là mình bị thiếu chỗ là không có thời gian ngồi với nhau bàn thành ra tới nhiều thì mọi cái nó chẳng đó. Thành ra trong những cái chuyện bạn thấy gần như là ở ngoài quan trọng nhất là definition tức là định nghĩa trong tất cả các tài liệu của nó cái phần vô đầu tiên định nghĩa là giúp gì để chúng ta hiểu mọi việc như nhau thì tiếp xúc vấn đề đó và cái thứ hai là bắt đầu management để sao để chúng ta đi đúng sơ đồ như vậy còn những cái gì mà chúng ta thấy đi trên sơ đồ đó chúng ta phát hiện ra thì ghi nhận để sao để cập nhật nó vào thành ra những hội nghị của mình không giống như ở nước ngoài xong một hội nghị mình thiếu cái gì không có announcement không có agreement tức là gì không có cái nghị quyết của cái hội thảo à, không có cái guideline tức là cái hướng dẫn của hội thảo hoặc là khóa học mà nó rơi vô gì là bạn ai nghe nói à, bởi vì sao bởi vì cái tư chung ban đầu là không đặt ra cho nên không có cái kết luận của còn mình ở đây ấy, là mình làm là chuyên đề có chuyên đề rồi có chuyên đề rồi thì một bác sĩ như vậy một người báo cáo như vậy thì sẽ không có những cái phần để mình đưa ra một cái những cái biết mình ở trong đây mỗi cá nhân của mình là sự tương tác quan trọng lắm ha rồi về lại những thuốc thì định nghĩa là những thuốc abuse của nó đầu tiên là nó có cái định nghĩa của là những thuốc
Thứ nhất đó là cố ý sử dụng thuốc. Bạn có thể thay cái thuốc bằng bất cứ thứ gì khác. Ví dụ như là heroin hay là cái viên rượu ABC gì đó ha. Còn mọi thứ lên đây, cố ý sử dụng thuốc dùng chỉ một lần để đạt mục đích về tinh thần, thỏa mãn tinh thần và thể chất mà không nhằm mục đích điều trị bệnh. Tại vì sao? Những cái sản phẩm này cao bản sức khỏe đó, họ đầu tiên người ta sản xuất ra để điều trị. Ví dụ những cái thuốc mà các bạn thấy trong quá trình mà mình học như thế này nè, ta là gì đầu tiên ta lại làm gì, để gì vậy? Chữa bệnh nội tiết ha, rồi học môn thay thế ha, chữa bệnh ung thư. Rất là nhiều sản phẩm ở trong đây mình dùng đang là những sản phẩm điều trị bệnh ung thư. Lát nữa tôi kể cho nghe rất là nhiều thứ. Thành ra mình thấy rất là oan dùng quá trời luôn. Tại nó tác động với chuyển hóa của tế bào. Rồi, cái thứ hai là lạm dụng hoặc sử dụng sai thuốc tăng trưởng cơ. Thì nó xảy ra ở rất là quý nha, nam và người lớn thanh thiếu niên. Thật ra người lớn ít dùng, thanh thiếu niên thì dùng nhiều hơn. Tại vì sao? Ước muốn nhiều hơn, nhiều thứ nhiều hơn, căng thái hơn. Chưa có cái tự gọi là thận trọng khi mà sử dụng. Như là quan trọng nhất là gì? Cái sự cảm nhận, cái tôi, cái thời điểm nó phải xây dựng. Và khi mà mình là tuổi lớn nữa thì nó phải biết những cái tôi là lúc đó nó nghĩ cái khác, không phải cái tôi mà nó lớn hơn như vậy. Thuốc tăng trưởng cơ thường bị lạm dụng, phối hợp nhiều loại với nhau mà không được kê đơn. Không được kê đơn này là của bác sĩ nha. Thành ra mình dẫn đến là làm liều rồi tôi dễ không? Không có kiểm soát, không có ghi nhận. Các bạn có tưởng tượng là những người đó dùng á, kiếm dùng mà có dùng, có bao giờ ghi lại cái hồ sơ dùng của mình hay là nhớ mặt máy gì không? Đâu có dùng, đâu có ghi, có ghi không? Có ghi đâu, không ghi đâu. Mà các bạn biết những cái thuốc này á, là người ta tính á, là phải tính cái tổng tiền, tính cái tổng tiền và tính tổng tiền của nhiều chu kỳ đó. Thành ra là chúng ta đã không có nhắc tới, chúng ta khi mà chúng ta dùng xong là cái giống như mình biết rồi đó, mình biết mình thấy len men, mình thấy cái gom bò xong cái mình làm cái này xong cái mình rửa, đúng không rửa xong quên là coi như là an toàn rồi, đâu cần ghi nhớ nó đâu. Nhưng mà chưa chắc rửa cái thuốc rửa nó đàng hoàng nữa đó, đúng không? Rồi có tình trạng bệnh nhân tự kê đơn nhưng cố tình sử dụng liều cao hơn khuyến cáo, tiếp tục duy trì sử dụng mặc dù đã gặp biến cố bất lợi và được cảnh báo bởi các bộ y tế. Cái này nè, được kê đơn rồi sử dụng được cao hơn, không có trong trường hợp này đau khớp thôi đi khám bác sĩ lên khám đau này, rồi bác sĩ đi với tòa bữa sau đau đầu gối, thấy đau này nhiều hơn kia khỏi đi khám bác sĩ, thấy đau giống nhau, chữa đau mà đâu phải chữa bệnh. Đâu cần biết mục tiêu là mình điều trị cái nguyên nhân gây ra đau và cái điều trị gì cái đau, lấy cái tòa đó là mua đặc bọn rồi chịu bình thường, thấy không? Cố gắng hết tăng lên họ uống chưa hết phải kéo dài ra, ta họ đi khám bác sĩ thì ảnh bậy cũng mất rồi, cũng được đau cái gì đó. Thành ra là cái này nè, tức là khi chúng ta biết một cái điều gì đó là nó chưa phải là cái đó hẳn ứng dụng trong tất cả mọi tình huống, mà trong thuốc đó thì đặc biệt nữa là gì, khi mà mình đã có thể mình mua được, mình tìm được rồi là mình dễ có khuynh hướng mình sử dụng theo cái ý của mình mà mình không thể biết trước cái mặt cái bên kia của nó. Rồi, nhưng dù đã được cảnh báo thì cũng không có thể xảy ra. Thế thì tôi hỏi các bạn trong mặt xã hội, cảnh báo có ý nghĩa không? Cảnh báo Việt Nam mình được hiểu như thế nào? Cảnh báo mà để là nên cấm đổ rác thì làm gì? Đó, kêu cấm lấy mình đúng đấy thì sao? Hai cái luôn. Thấy chưa? Để các bạn cấm đi một chiều chạy tốt luôn, đúng không? Thành ra cái cấm của mình nó không ý nghĩa. Tại vì cái cấm đó, nó là một cái lời thôi ha, hoặc là một cái quy định gì thôi. Nhưng chúng ta, cái con người chúng ta là khi chúng ta ra quyết định, chúng ta cũng nghĩ đến mình cấm. Tại sao cái hành động của mình cứ cấm mà hành động là hành động? Tại vì cái cấm này nó không có liên quan đến cái thành phần cái ra quyết định, kỹ năng ra quyết định,
Các bạn nào giờ có biết cái gì kỹ năng mềm mà kỹ năng ra quyết định không? Bạn có thể nói sơ qua. Trong kỹ năng ra quyết định nó có nhiều thứ. Mình nghe mọi phân tích cái đó, người ta cũng dạy. Cái người nước ngoài người ta dạy về cái kỹ năng nhóm này, kỹ năng làm việc này, kỹ năng suy nghĩ phán đoán này, ra quyết định. Thì nó phải có những cái bước như vậy tập thành thói quen, đáng đáng suy xét và ra quyết định. À, và cái ra quyết định đó nó rất là phù hợp vào cái hoàn cảnh nhu cầu của các thời điểm trước tiên đó. Thành ra những cái quy định của mình á cấm hết hết được nè, thì nó phá. Tại cấm á là tại sao? Nó giống như là nước chảy vô trũng nó mới được. Tức là tôi cấm chỗ này nhưng mà tôi có cái đường thoát ra kêu dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Thì không cần cấm người ta cũng làm được tốt, đúng không? Rồi thành ra trong những cái này nè, mình nhớ cuộc sống mình phải nhìn nhận rộng hơn. Tại vì các bạn đọc một chữ lại một phút rồi quên thì nó không có ý nghĩa nữa. Vấn đề là chúng ta phải có sự nghĩ rộng hơn để chúng ta làm cái này, chúng ta làm cái gì đó có sự cân nhắc suy xét. Tại vì giống như hôm qua mình có nói với những người, có những người đã dùng vì lý do gì họ phải giữ hình ảnh đẹp để cái nghề của họ phải được tiền. Còn cái khách hàng họ, còn cái sự nghiệp của họ thì cái đó nó trong cái tình huống vùng gì, vùng sáng. Cuộc sống nó có nhiều vùng sáng lắm, đúng không các bạn? Đúng không? Mà sống ở trong vùng sáng là sao? Khó sống thì dễ sống. Đó là kỹ năng giải quyết stress. Kỹ năng giải quyết stress là khi bạn ở vùng sáng là bạn sẽ rất vui mừng. Nếu mà các bạn thấy được sự có lợi không? Bốn người, bốn dạng người sở hữu cái stress khác nhau. Một là cái stress là sợ hãi lo lắng, hiểu không? Hai là rất vui, ba là bình thường, và bốn là thấy trong stress đó sự có lợi. Dám nhìn dự dự qua tất cả những người mà thí dụ giống như là sắc ma ha, thí dụ giống như là Bill Gates ha, hay là Steve Jobs ha, là những người từ các khủng hoảng mà đó. Thành ra các bạn luôn luôn trong những lúc mà mình nghĩ rằng là mình khủng hoảng rồi, cứ bình tĩnh, mình cứ đối diện với nó, rồi từ từ mình sẽ đâu phải lúc nào đối diện cũng thành công đâu. 10 việc thì có thể mình đối diện được trong một việc thôi, nhưng từ những cái một việc thành công đó cho các bạn niềm tin trong những cái xử lý khủng hoảng khác, thì lúc đó mình sẽ cần con chuyện này. Tức là không phải nói là để cho nghe cái hiểu, nghe cái biết thôi, mà để chúng ta phải có một cái kỹ năng chúng ta phải ngồi lại ha. Tại vì khi người ta đã làm được thì hay làm được những thứ khác nghe, chứ không phải là được vào tâm thức. Thành ra trong cái mà bác sĩ mà tiếp xúc với một người có làm được thứ là phải đáng hỏi thêm những cái gì khác để điều chỉnh từ cái căn cơ bên trong, chứ không phải là một cái biểu hiện duy nhất bên ngoài. Nếu chúng ta không có điều trị căn cơ bên trong, chúng ta cứ cắm thì nó cứ nhiều lên. Tại vì cắm là một động tác nén nó lại, khi bung ra là đọc lên. Thành ra cái gì giống như tình yêu như vậy, càng cắm nó càng sao trong tới, đúng không? Vì sao lạm dụng cái thuốc tăng trưởng này hấp dẫn? Đó, thứ nhất là steroid gia tăng mức tổng hợp protein. Tại sao hôm qua mình có nói, các bạn có nhớ lại được không? Gia tăng những cái chế gì? Cái chế gì? Đồng hóa. Tại sao nó đồng hóa? Nó đi đâu? Nó gắn vô đâu? Receptor. Receptor nó chạy đi đâu? Chui vô trong nhân, kích thích cái nhân tổng hợp ra. Mà trong tế bào đó nó được gia tăng số lượng nhân, cho nên nó nhân lên n lần so với chúng ta đã từng được. Đó, lúc đó nó cái gia tăng mức độ tổng hợp này. Thứ hai, steroid nâng mức trung bình của cân bằng nitơ dương, tức là cái tốc độ tổng hợp của nó, tức là nó ưu tiên cho tổng hợp nitơ, cần ưu tiên tổng hợp nào. Đó, những cái tổng hợp khác là nó không bằng. Các hormone tăng trưởng thì tăng khả năng tạo tế bào mới. Ở đây mình có steroid và hormone tăng trưởng ha. Thì hôm qua mình nói là các hormone tăng trưởng thì nó sẽ tăng số lượng tế bào. Steroid khóa tác dụng điều hòa cortisol lên tế bào. Đó.
nó cả cái lớp phá hủy tế bào cơ thành mỡ. Cortisol nó xuất hiện cái nào mà khi stress thành ra các cái người mà stress nhiều quá không vượt qua được stress á là nó bị ức chế là do cái ông nội cortisol nó phá từ trên xuống dưới luôn, nó vô cơ phá cái huyết mạch mỡ à, rồi nó vô cái bộ tử nó phá cái gì đấy. Rồi gì nữa, cái gì nữa, ba lần nữa, xương stress nít loạn xương, cho nên cái mặt stress nít cái nợ này nó tiêu luôn. Thành ra khi steroid phá cái này nó không chỉ đơn giản là chỉ phá hủy cái này tế bào mỡ đâu, mà các bạn thấy cái căng xương nó đã cái da rồi cái xương chắc, chứ không phải là chỉ một thứ là cái tế bào mỡ này là phản ứng của cái cortisol nha. Số năm là steroid thúc đẩy tổng hợp creatine phosphate trong dinh dưỡng. Creatine phosphate giúp làm gì các bạn? Làm gì? Năng lượng. Steroid tăng tỷ lệ testosterone trên myostatin. Hôm qua mình có nhắc myostatin, các bạn có nhớ không? Myostatin là gì? Là một cái kháng testosterone tăng tổng hợp thì myostatin thắng lại để giúp cho điều hòa. Tại một cái xe mà không có thắng thì nó chạy không biết đến đâu, thì làm được là được. Thì cơ chế thì con tân tải của mình là này. À, tại vì không, nếu mà không có ông myostatin, các bạn nghĩ nó cái gì thì sẽ ra? Tế bào nó làm sao? To sao? Vô hạn định. Thì lúc đó mình lên cái cơ, mình có cái chuyện đẹp nữa không? Nó là một cái cục, giống như đi chơi cho mình vững bước. Nó dị dạng, thành ra cái thằng này đã bảo vệ cái hình dạng của mình đó. Thành ra cái người nào mà bị ức chế cái gen này từ nhỏ đó, những đứa nhỏ sinh ra đó, cơ nó biến dạng là đẻ ra. Đứa nhỏ sơ sinh thôi là thấy có những khối cơ này, là cơ thôi à, mà càng lớn khối cơ nó gồ ghề nhưng mà nó lại không thể hình dạng đẹp. Thành ra đó trong cái mà gọi là domain gen đó, mà tiêu diệt cái này là chúng ta giống như là tập vô cái khuôn thì nó phát triển là có đó, nhưng nó sẽ méo mó đó à, và tại sao người ta phải cấm cho cái chuyện đôi xe. Rồi cái đây thì nó hơi nhỏ nha, thì ở đây mình lịch sử cái đứng mình gặp các bạn chưa có cái này à, năm 35 thì ông David này tổng hợp được phân tách được ai xuống đây là phân tách được biết được cái testosterone cầm ra tách ra được nguyên cái lọ testosterone. Thì năm 39 cái người mà tổng hợp được cái testosterone được giải ra ngoài tại vì ứng dụng quá lớn. Cái testosterone là ứng dụng cực kỳ nhiều trong cái y khoa à, nhất là gì về nội tiết, mà nhất là gì về các bạn dùng nó để làm gì được cái gì mà quan trọng lắm 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 vô sinh, chính xác, vô sinh. Mà có cái này sao mình bị vô sinh? Nó phải có cực kỳ quan trọng trong đây nè. Rồi, trong cái nữa là nó sẽ sao? Nó dùng để đối kháng với estrogen để điều trị những cái bệnh đi dưới cái bệnh liên quan của phụ nữ. Đó, để nó phải đối kháng cái đó. Thành ra trong cái quá trình đó, người ta sản xuất rất là nhiều. Thì một bên đây á là testosterone là từ được ứng dụng trong thể thao, trong nhiều môn, trong thể hình. Còn bên đây á là từ những năm nè nó bắt đầu đưa ra những hình ảnh đẹp về cái cơ thể được tổng hợp được sử dụng testosterone mạnh lên đẹp đó. Thí dụ như là đoạt giải Olympic nè, rồi cái Rambo. À, đây là Rambo, là Conan, là Conan, Rambo nè, tức là những cái hình ảnh của Stallone ta nhìn rất là mê. Mà các bạn biết là khi hiệu quả hình ảnh mà đẩy lên thế giới đều coi mà, và người ta say mê cái hình ảnh đó thì nó sử dụng nhiều. Và lúc đó nhiều cái bất kiểm soát thì ở đây bắt đầu khi sử dụng nhiều thì cơ thể của mình có những người lộ ra những bệnh và những biến chứng của nó. Thì khi có biến chứng nó xảy ra thì bắt đầu ở bên đây khoa học đưa ra những cái cảnh báo và đưa vô lượng để chống vô lượng luôn. Nó nằm ở đây là phải tôi này cái thành công của nó là
cách chưa chính xác. Mình sẽ cho các bạn cái thành này lớn lên ha. Rồi, cho tới hiện nay nhất đó là sản xuất quá nhiều trên thế giới. Ở đây đó, nó là tới 11 tỷ mười một triệu liều trên thế giới là năm 2007, mà bây giờ nó còn nhiều nữa. Tại giờ biết sao không? Giống như cái thuốc hồi xưa á, ở Việt Nam gì cái Pháp, Mỹ có, nhưng mà sau đó cái qua đâu Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc. Thị trường đó là sao? Rất dễ sản xuất. Tại vì sao sản xuất cái này? Đúng vậy. Tại sao cái nước đó nó lại sản xuất những cái nước mà bây giờ những nước thế giới mà có đọc kiểm lên á, lại có để sản xuất cái này, lại cái này. Cái hàng mới á, những cái đô binh mới á, là những cái hãng lớn á, những nước lớn nó có thì nó sẽ không xài cái nó cái cũ nữa, thì nó phải bán tháo. Ở đây Việt Nam mình được cái nhiều cái máy lắm, trong mấy bệnh viện mua về xong rồi dùng nhiều lắm, là do cái vụ đó chuyển giao cho mình, thì cái này nó chuyển giao qua cái đó, tại vì ở đó là thị trường chưa khai thác, sản xuất ra tại chỗ bán rẻ người ta vậy thôi, đó thành ra là ra này, nhiều lắm nha. Cái nào? Mấy cái này là quy trình độ chế hả? Quy trình độ chế là hỏi bên dưỡng. Tại vì nó là cái một điều mình không có quan tâm cái chuyện đó nhiều. Nhưng mà nói là trong cái mặt gọi là thuốc á, nhất là những thuốc mà được ngoài trong cái thuốc đó bắt bắt kẹt đó, là sản xuất nó cũng không có kiểm soát luôn. Và các bạn biết là cái vụ mà tổng hợp như là ma túy á, nó đâu có phức tạp đâu. Tại vì sao? Nó đâu cần đổ quá tinh khiết các bạn. Nó đâu cần phải đảm bảo sức khỏe cho con người đâu. Nó dễ sản xuất lắm, mà nó không cần phải làm gì bên đó hết. Thành ra là những cái đó nó sản xuất nhiều cái trong nhà kho. Ở ngoài không biết. Cái này là hóa chất tổng hợp, nó có những cái tiền chất. Đầu tiên nó muốn sản xuất trong cái ngành dược của mình là có các tiền chất. Tiền chất thì nó trải qua những cái bào chế đế và để cái những thứ hóa học thôi. Cái đó nó không làm nó thì gì cái đó là kiểu nhà sản xuất lên. Cái lạm dụng thức canh lượng cơ thì thường á, là nó có hai cái loại để uống và tiêm. Thì ở đây bạn thấy là rất là nhiều cái tên rất là nổi tiếng ha. Mà tới bây giờ là thật ra là những cái này vẫn là chủ lực. Bây giờ nó bắt đầu ra những cái mới thì cái khuyên hướng hiện nay là nó đi về cái hóa chất tự nhiên. Nhưng mà về cái AS là vẫn là những này. Thì cái uống với lại cái tiêm á, thì cái tim thì mình làm sao, tim lấy gì đau đúng không, nhiều người sợ tim thì dùng thuốc cho nó tiện uống, nhưng uống là cũng vậy gan đi sang rồi. Các triệu chứng cho là thuốc nó nằm ở hai phần, thế là biến đổi cơ thể, biến đổi cơ thể của nó thì ở đây nó có rất là nhiều. Nếu mình đi ra hết đó, thì mình sẽ hoa mắt, mình trở thành lọt vô cái mình cận. Ở đây mình đọc từ từ thôi. Về cơ thể của mình, thứ nhất là tăng cân quá nhanh, tức là khoảng chừng 10kg trong 23 tháng. Cái bài qua các bạn còn nhớ không? Tháng, mỗi tháng lên cỡ nhiêu? Nhanh nhất là bao nhiêu? Nửa ký, một ký. Mã này thì sao? Tăng 7 giọt liền. Tăng 7 giọt liền. Nhưng mà tăng giọt này thì các bạn có một cái hình ảnh so sánh là dùng thuốc tăng trưởng trong thực vật. Dùng thuốc tăng trưởng trong thực vật thì nó lớn nhanh. Nó lớn nhanh, nó tích lũy cái phần mô là cái mô bọ tương nó nhiều, nó nhanh. Tại vì ra là tôi dạy mà. Nếu mà chu kỳ tế bào mà nó tăng nhanh như vậy là ung thư chết. Nó không phải là tăng số lượng tế bào mà nó tăng tích lũy trong bọ tương thì nó còn lên, nó to ra, tăng tổng hợp cái chất ở bên trong, cái protein ở bên trong, thì cái sức mạnh của tế bào làm sao các bạn, nó không tương xứng nha, nó không tương xứng. Đa cái thực phẩm mà mình thấy mình muốn tăng trưởng nhanh thì nó không đủ cái thơm này ha, không đủ ngon đó,
thì đối với tế bào cơ của mình